Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 63 trang 31 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài đó là chứng minh rằng từ tỷ lệ thức A trên B bằng C trên D với A trừ B khác 0, C trừ D khác 0 thì ta có thể suy ra được tỷ lệ thức A cộng B trên A trừ B bằng C cộng D trên C trừ D. Phương pháp làm ở bài này là chúng ta sẽ áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau nếu như chúng ta có a trên c và bằng b trên d thì chúng ta sẽ có bằng a cộng b trên c cộng d bằng a trừ b trên c trừ d như vậy chúng ta từ đây thì chúng ta biết rằng là từ cái giả thiết đề bài cho đó là a trên b bằng c trên d chúng ta sẽ suy ra được là a trên c bằng với b trên d Tại sao chúng ta suy ra được như vậy? Bởi vì chúng ta dựa vào là nếu hai tỷ lệ thức nếu chúng ta có tỷ lệ thức này thì chúng ta sẽ có suy ra tích A nhân D sẽ bằng B nhân C. Từ đây thì chúng ta kiểm tra ta vẫn có là A nhân D bằng B nhân C. Như vậy là từ tỷ lệ thức đề bài cho chúng ta có thể suy ra được là A trên C bằng với B trên D. Sau đó chúng ta áp dụng tính chất sẽ tỉ số bằng nhau thì chúng ta sẽ làm được bài toán này. Từ đây chúng ta sẽ trình bày lời giải chi tiết của bài toán này như sau. Lời giải chi tiết. Ta có a trên B bằng C trên D thì suy ra được là A trên C sẽ bằng B trên D. Từ đây thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta có A trên C bằng B trên D và bằng A cộng B trên C cộng D. Mục đích chúng ta muốn xuất hiện A cộng B để giống với tỷ lệ tức mà đề bài cho. Sau đó ta thấy đề bài có A chứ B, như vậy chúng ta cần thêm A chứ B trên C chứ D. Từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được là chúng ta có A cộng B trên C cộng D sẽ bằng với A chứ B trên c trừ d nói hai cái này bằng nhau hai cái này bằng nhau thì từ đây cô sĩ suy ra là cô có a cộng b trên a trừ b sẽ bằng c cộng d trên c trừ d bởi vì cô vẫn thấy đảm bảo tích chéo của nó bằng nhau đó như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài số 63 trang 31 sách giáo khoa toán 7 tầm 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.